Em xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay Giang Nam Audio lên sóng để giới thiệu với anh em một bộ nghe nhạc rất là hay, gồm một cặp loa Uzer S520, loa zin và đẹp xuất sắc. Và em đang phối ghép với nó là một con âm ly Rothel model 930AX. Đấy, và sau đây cái dòng loa Buxell, thì dòng loa Uzer này thì em không giới thiệu nhiều nữa, bởi vì nó quá quen thuộc với Giang Audio rồi, và nó là đã được gọi là huyền thoại rồi. Và sau đây em sẽ đi vào phần test chất âm để anh em nghe thử nhé. Êm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nếm thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Từng đêm nhịp bước cô đơn.
anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp loa này hoặc là sở hữu cả bộ thì anh em cứ liên hệ với em nhé. Và số điện thoại của em là 0974086286. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé. Ở đây em quay qua cặp loa, em đã có video để có video quay cặp loa này rồi nhưng mà tiện thể em quay luôn. Siêu đẹp anh em nhé. Đấy. Loa siêu đẹp. Và con âm ly này thì tương đối thôi. Loa âm ly zin nhưng mà con này thì tương đối không được xuất sắc cho lắm. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé.